Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa các vị khách quý, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Hôm nay, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu quốc hội, các vị khách quý, đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cùng toàn thể đồng bào cử tri cả nước đã đến dự và theo dõi trực tuyến phiên khai mạc của quốc hội. Trân trọng gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra sau khi hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thành công tốt đẹp. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị xã hội cùng đồng bào chiến sĩ cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội. Trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn. nền kinh tế toàn cầu hồi phục nhưng đang chậm lại và có sự phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu do khác biệt về mức độ và quy mô bao phủ vaccine. Sự đứt gãy của các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu kéo dài hơn so với dự báo. Sức ép lạm phát và rủi ro tài chính tiền tệ đang gia tăng. Ở trong nước, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với biển chủng mới, lây lan rất nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến rất phức tạp và khó lường, khó kiểm soát, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống của nhân dân. Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, kinh tế quý 3 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42% là mức thấp nhất từ năm 2020, 2000 đến nay. Dự báo cả năm chỉ đạt khoảng 2,5 đến 3% thấp xa so với mục tiêu quốc hội đề ra là khoảng 6%. Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, các thị trường tài chính, bất động sản, chứng khoán thiếu ổn định. Có thời điểm tăng trưởng nóng, nợ xấu ngân hàng tăng, một số chuỗi cung ứng bị đứt gãy và gián đoạn, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp và ở tại các địa bàn như thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn kinh tế trọng điểm khác. Việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng rất nặng nề. Công tác an sinh xã hội có lúc có nơi còn bất cập cùng với việc giãn cách kéo dài đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng, xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Trước những thanh thức và trồng chất khó khăn, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành chủ động linh hoạt của quốc hội sự điều hành quyết liệt của chính phủ sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương của toàn quân toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp sự ủng hộ tin tưởng của nhân dân và sự hỗ trợ của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tuy không đạt so với kế hoạch đề ra nhưng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định nông nghiệp tăng trưởng khá và vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và ổn định xã hội xuất khẩu hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ lạm phát được kiểm soát thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội được chú trọng quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững chúng ta dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội biểu dương đánh giá cao sự cố gắng chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, trân trọng cảm ơn những nỗ lực đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp. Cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 từ trước cho đến nay. Có thể nói, qua gian nan thử thách, truyền thống đoàn kết yêu nước thương nòi, khí phách anh hùng, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc ta, của đất nước ta lại càng được phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Quốc hội chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mất mát nặng nề về người và của những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu. Tri ân tôn vinh những đồng bào, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, cống hiến hết mình xung kích cả vào những địa bàn là tâm dịch rất nguy hiểm vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sinh mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững trường tồn của đất nước. Kính thưa Quốc hội, căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định và căn cứ vào nghị quyết 30 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung làm việc ngày đêm, không kể ngày thứ bảy chủ nhật phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan hữu quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhanh nhạy kịp thời ban hành nhiều nghị quyết rất quan trọng cho phép chính phủ quy định và tổ chức thực hiện nhiều nội dung khác với các quy định của luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách về công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiều chính sách quan trọng thiết thực để huy động nguồn lực hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền lên đến gần 100.000 tỷ đồng. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt do một đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách để theo dõi và giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ và việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực này. Qua đó, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã góp phần quan trọng cùng cả nước ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn và thử thách. Bước đầu đã thể hiện là một quốc hội hành động, tiếp nối truyền thống, khát khao đổi mới và cống hiến, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách vì sự phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần và tư tưởng xuyên suốt đó, tại phiên họp chủ bị, các đại biểu quốc hội đã thống nhất rất cao thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp theo tinh thần tiếp tục đổi mới, và sáng tạo vừa tận dụng tiết kiệm tối đa thời gian vừa bảo đảm nâng cao chất lượng của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Kính thưa Quốc hội, theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét thông qua hai dự án luật, năm dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về năm dự án luật khác bao gồm luật thi đua khen thưởng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự, luật cảnh sát cơ động, luật điện ảnh sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, nghị quyết quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, và thành phố Hải Phòng và xem xét ban hành nghị quyết chung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Thứ hai, Quốc hội xem xét các báo cáo của chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024, việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết của Trung ương và nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất của Hội khóa 15, công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết 30 của Hội 15 kỳ họp thứ nhất, xem xét quyết định về cơ kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Thứ ba, quốc hội sẽ dành thời gian phù hợp để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét các báo cáo công tác năm 2021 của tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và kiểm toán nhà nước, các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án năm 2021, xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện nghị quyết 68 của hộ 13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa 14. Ngoài ra, nhiều báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, kết hợp thảo luận cùng với các nội dung liên quan trong chương trình của kỳ họp. Kính thưa Quốc hội, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 với tinh thần liên tục đổi mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phương châm chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa trên cả các phương diện lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, không quản ngại vất vả, làm việc ngoài giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, đã phối hợp chặt chẽ với chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan hữu quan, bám sát thực tiễn cuộc sống, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tập trung chuẩn bị tốt nhất các nội dung cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Kính thưa Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội với vinh dự và trách nhiệm là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong quốc hội. Vì vậy, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trên cơ sở thực tiễn sinh động phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, đồng thời xuất phát từ lợi ích cao nhất của đất nước, quốc gia và dân tộc tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của quốc hội các cuộc họp của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội của các tổ và đoàn đại biểu quốc hội để nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình tài liệu phản ảnh một cách khách quan chân thực thảo luận sôi nổi hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc có chất lượng chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm thời sự mà cử tri cả nước quan tâm đồng thời xem xét biểu quyết quyết định các vấn đề rất quan trọng thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và của cử tri cả nước. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.